Chào mừng quý anh chị khách hàng, cô chú các bạn đang xem video trên kênh Điện thoại Tây Ninh. Ngày hôm nay Hoàng đã đứng tại vị trí là ấp Trường Phú, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Hân hạnh được giới thiệu anh chị một miếng đất nằm ở mặt tiền đường nhựa. Đất đẹp, có thổ cư và tại khu dân cư. Đất thì một sổ nhưng mà chủ đã tách ra hai lô, mỗi lô 5m nha. Để anh chị dễ dàng lựa chọn nha, mình có thể là mua 5m hoặc là mua hết hai lô này. Đây là cái nền đất của mình. Và trên màn hình chị đang xem đây là quyển sổ hồng nha anh chị. Vị trí nằm tại ấp Trường Phú, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Mặt tiền đất của mình là đường nhánh của đường Trường Đông dẫn thẳng đến quốc lộ 2B. Chỗ này di chuyển về chợ Trường Lưu, xã Trường Đông là khoảng độ 2 cây số nha. Tổng diện tích sử dụng đất là 299,5 m2. Và trên sổ thì có 63 m2 thổ cư. Tuy nhiên là chủ đã lên thêm thổ cư để cho đủ tròn 100 nha. Đường xá ổn định, không còn trừ vào lô đất của mình nữa nha anh chị. Đây là hình dạng thửa đất nè. Hướng của lô đất ngày hôm nay quay về hướng Tây Nam nha, nằm ở mặt tiền đường nhựa có lộ giới 10m, đã trừ hẳn hai bên. Mặt tiền đất tiếp giáp đường là 10m, hai cạnh dài vào đều là 30m. Hậu đất vẫn là 10m như phần mặt tiền. Các cạnh đối xứng bằng nhau nha. Và nhắc lại một lần nữa là chủ đã tách ra hai lô, mỗi lô 5m từ mặt tiền sổ dọc xuống hết đất nha, đầu đuôi đều 5m hết. Anh chị mua một lô cũng được, hoặc là mua hết hai lô này thì mặt tiền của mình ra 10m, chuẩn đẹp. Đây, ở đây có sẵn hai lô nha. Đó. Đây là cái đường để ra đường Trường Đông bên ngoài nè. Đường xá nó ngon lành nè, đường điện vào tới tận đất luôn nha anh chị. Còn chạy qua đây là góc ngã tư rồi. Anh chị thấy là nhà cửa khang trang đấy, đông dân cư. Bắt đầu từ đây, qua tới đây là 10, dài xuống 30, hậu là 10 và dài lên 30 nha. Ở phía trước thì chủ có đặt một số cái cống thoát nước rồi. Và mặt bằng đất thì gần như là ngang bằng với đường luôn nha anh chị. Hàng rào thì bao hết ba mặt rồi. Từ đây nè, đi thẳng xuống là 30. Và đối xứng vào bên kia cũng vậy luôn nha. Đó, anh chị thấy là rộng thênh thang luôn. Và anh chị thấy phần gần cuối đất có cái cây mọc giữa là giống như là phần giữa hai lô luôn anh chị. Nó thay thế cái trụ đấy. Chỉ một trụ duy nhất thôi nha anh chị. Nếu mà mình tính lô nhỏ là 5 x 30 thì đủ chuẩn xây một căn nhà cấp 4. Vẫn còn khoảng sân trước và khoảng sân sau luôn nha. Còn hai lô thì tuyệt vời rồi, đủ để xây nhà sân vườn. Đó, tới đây 5 và qua đây 5. Còn cộng hết hai lô đều là 10m như phần mặt tiền. Mặt tiền đất rất thoáng luôn nha anh chị. Và dạo gần đây thì Hoàng cảm giác như là khu vực ở gần trung tâm, gần chợ Long Hoa và Tòa Thánh Tây Ninh, gần như là cạn nguồn những cái lô như thế này rồi, những lô 5m đấy. Và cũng đã hình thành xây nhà nguyên căn rất là nhiều rồi chị. Và hầu như Hoàng thấy được là những anh em đầu tư nè, cũng như là anh em môi giới thì cũng đã bắt đầu tập trung về khu vực của xã Trường Đông này khá đông rồi. Đó. Và buôn bán cũng rất là nhiều cái giao dịch nha. Một tháng đôi đây thì Hoàng bán ở khu vực này cũng khá nhiều. Và Hoàng nghĩ thì trong tương lai gần, khu vực Trường Đông sẽ là điểm đến của các nhà đầu tư. Với lý do là hết nguồn đất. Và thứ hai nữa thì giá tương đối là rẻ hơn khu vực trung tâm của thị xã Hòa Thành nha. Đường xá thì cũng ok nè. Toàn bộ thì cũng quy hoạch bàn cờ, nhưng mà bàn cờ phân khu lớn nha anh chị, không có nhỏ như là chợ Long Hoa và Trường Tây hay là Long Hình Bắc vân 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 vân. Rồi, đó là mặt bằng đất, sổ sách cũng như là quay các cạnh cho anh chị xem. Bây giờ thì Hoàng sẽ tiến hành chạy một đoạn theo cái hướng bên đây nè anh chị, góc ngã tư đấy, để chạy cho anh chị tham khảo dân cư nha. Thật sự thì không còn gì để chê nữa. Thế đất và vị trí như vậy là quá đẹp rồi. Chỉ còn vấn đề là cái giá thôi đúng không anh chị? Thì bây giờ Hoàng sẽ thông báo cái giá ngày hôm nay mà chính chủ đang kêu bán toàn bộ lô này với giá trị mỗi mét ngang là 114 triệu một mét ngang, nhân cho 10 mét mặt tiền, tổng giá trị lô đất này ra sẽ là 1 tỷ 140 triệu. Còn nếu như anh chị mua lô 5 mét dài xuống hết đất 30 đó anh chị, mỗi lô có 50 thổ cư thì giá trị mỗi lô là 570 triệu nha, vẫn còn thương lượng bất lộc chính chủ. Quý anh chị có nhu cầu mua, liên hệ với Hoàng qua số điện thoại góc trên màn hình 0981877139. Anh chị thấy là nhà cửa dân cư tập trung hai bên đường rất là đông đấy. Tuy còn gọi là thị xã Hòa Thành, nhưng mà khu vực này hiện tại là không khí trong lành nè. Nhà cửa dân cư thì ổn định, không quá là đông đúc và xe cộ luôn chuyển đông như trên trung tâm của thị xã Hòa Thành. Thì thật sự là lô này đáng để anh chị có thể là mua an cư nghỉ dưỡng hoặc là mua đầu tư. Đã có phân sẵn hai lô, mỗi lô 5m rồi và có sẵn mỗi lô 50 thổ cư. Mọi nhu cầu chi tiết thắc mắc về lô đất này cũng như là muốn đi xem, xin liên hệ với Hoàng qua số điện thoại là 0981877139 nha. Đến đây thì Hoàng xin tạm dừng video. Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video sau.